À, hôm nay thì uh, ngoài trời thời tiết nó cũng đang hơi mưa phùn một chút Thì em xin phép các bác là em quay trong nhà Và em giới thiệu về một cái chiếc xe mà siêu siêu lướt uh, Chiếc xe này thì uh, nói chung là quay trong nhà thì nó cũng hơi bị chật Nên em không thể quay được hết chi tiết được cho mọi người Nhưng mọi người cứ bỏ qua cho em Mọi người cứ hình dung như đây là một chiếc xe mới mà em đang bày trong hãng Bởi vì chiếc xe này của em là siêu siêu lướt rồi Xe thì mới chỉ lăn bánh đúng 270 km zin thôi ạ à. Và toàn bộ xung quanh ngoại thất của chiếc xe là chưa có một vết xước dù là vết xước nhỏ nhất mọi người nhé Đó, à, xin giới thiệu mọi người Siêu phẩm ngày hôm nay em mang đến cho mọi người đó là chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản cao cấp 2.0 Premium à, Được sản xuất và đăng ký là năm 2022 Chiếc xe thì mới chỉ lăn bánh và đăng ký là chưa đầy một tháng đâu ạ à, Chiếc xe thì vô cùng đẹp và rất là mới rồi Sơn zin và toàn bộ là chưa một vết xước dù là nhỏ nhất mọi người nhé Chiếc xe này thì hiện tại à, Bên em đang trả bán với mức giá là 979 triệu đồng Và giá thì vẫn còn thương lượng và có thể ra lọc bớt thêm được cho mọi người được một chút nữa à, Với cái chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 Premium này Mọi người nếu như bây giờ mà hoàn thiện đăng ký xe mới trong hãng xong Thì em tính nó cũng phải rơi ở cái tầm mức là 1 tỷ 050 đến 1 tỷ 060 triệu Để hoàn thiện đăng ký được xong một chiếc xe đăng ký biển số Hà Nội Thì với một chiếc xe sản xuất 2022 mà siêu lướt 270 km như thế này thì với mức giá bán hiện tại em đang chào bán chỉ có 979 triệu thôi một con số rất hợp lý mọi người có thể tiết kiệm được cho mình khoảng gần 100 triệu để có thể đổ xăng và vi vu chạy thoải mái luôn đó à, ở cái phiên bản 2022 này thì đã nâng cấp và thay đổi rất là nhiều về phần ngoại thất cho đến nội thất anh chị nhé đó à, xe thì trang bị là full cảm biến trước sau cho mọi người có hệ thống cam 360 cho mọi người luôn nhé và Đặc biệt là em cực kỳ thích này Cái hệ thống đèn của chiếc xe Mitsubishi Outlander này Có giải đèn nét định vị ban ngày này Hệ thống đèn bi projector hai bóng Mỗi bên hai bóng anh chị nhé Đó hệ thống đèn gầm sương mù này Rất là đẹp luôn Và có cả hệ thống rửa đèn pha tự động cho chiếc xe luôn anh anh em nhé Đó à, La răng thì với Mitsubishi Outlander Thì luôn luôn là sử dụng hệ thống la răng 18 inch Uh, có nhiều người có thể cho rằng là cái mức la răng này nó hơi thấp, hơi nhỏ so với những dòng xe khác Thế nhưng đây là một chiếc crossover 5 cộng 2 Thì theo như mình đánh giá Mitsubishi sử dụng cái hệ thống la răng 18 anh này thì cũng có lý do của họ Bởi vì Mitsubishi Outlander nó là một dòng xe Nhật Và những người Nhật thì luôn hướng đến sự an toàn Sự an toàn và bền bỉ cho một chiếc xe để nâng cao cái sự an toàn cho người sử dụng chiếc xe này Đó thì... Uh, bản thân Mitsubishi Onder thì không bao giờ thiên hướng về tốc độ hay là tất cả mọi thứ bởi vì người ta luôn hướng đến người Nhật mà luôn hướng đến một cái sự an toàn nhất định cho người dùng đó thì uh, sử dụng hệ thống la răng 18 inch cũng khá là phù hợp cho một chiếc xe crossover 5 cộng 2 7 chỗ anh em nhé đó đây tiếp theo mình giới thiệu anh em này hệ thống cam 360 của chiếc xe rồi nhá cửa cũng được trang bị là cửa smart key rồi đó à, bước vào khoang nội thất thì uh, toàn bộ mình đánh giá rất cao về cái nâng cấp của Outlander. Bây giờ đó là hệ thống ghế da cao cấp rất là xịn sò và được khâu hình quả chám rất là đẹp luôn. Đó, nó không đơn điệu như cái form cũ nữa rồi. Và đặc biệt đây là một điểm mà mình đánh đánh giá là nhiều hãng xe chưa sẵn sàng để có thể làm được những điều này. Đó là toàn bộ phần táp đi cánh cửa này cũng được bốn cánh cửa luôn mọi người nhé nào đều được khâu ra vào hình quả trám rất là chi tiết. Đó, rất là xịn sò và rất là đẳng cấp luôn. Và toàn bộ tất cả bốn cánh cửa này đều là auto hết cho mọi người, gương kính gập chỉnh điện này. Đó, xe thì uh, trang bị rất nhiều option an toàn cho chiếc xe như là cảnh báo va chạm phía trước này, có cảnh báo lệch làn này cho mọi người này, có cam 360 này, cốp đóng mở điện này, uh, cảm biến va chạm trước sau này, chìa khóa để lỗ thông minh start top này. Và đây, chiếc xe thì mới chỉ có lăn bánh được đúng 273 km thôi. Có số thể thao trên vô lăng này. Vô lăng thì có tích hợp cả chân ga tự động cruise control điều khiển bằng giọng nói này, đàm thoại rảnh tay này. đặc biệt hơn nữa thì ở Outlander đã trang bị cho chúng ta là hệ thống phanh tay điện tử cũng như là chế độ an toàn auto hold rồi và hệ thống sửa ghế hàng ghế trước cho mọi người nhé. À, chiếc xe này thì hàng ghế trước cùng ghế lái và ghế phụ là đều được trang bị là Ghế chỉnh điện 100% cho mọi người à, Điều hòa thì sẽ là điều hòa tự động rồi Điều hòa tự động và màn hình sẽ là màn hình cỡ lớn Thông minh Có kết hợp cam 360 cho mọi người Ngoài ra thì à, chiếc xe này đã được bác gia chủ nâng cấp lên cho chiếc xe đó là Hệ thống cam hành trình Việt Mép trước sau rồi mọi người nhé Đó Rất là mới luôn Chỉ với 273 km thôi Coi như là em quay cái clip này Thì nó có thể là không được à, tổng thể chi tiết Về Chiếc xe này thế nhưng mà mọi người cứ hình dung giúp em nó là một chiếc xe mới. Và như em đã nói đấy, không một vết xước nào trên xe dù là nhỏ nhất mọi người nhé. Xe có trang bị cửa sổ trời này, la phông trần màu kem này, nội thất màu đen anh chị nhé. Đó, rất là mới luôn. Vô cùng đẹp. Cốp là trang bị là cốp đóng mở điện rồi. Và đây là dòng xe crossover 5 cộng 27 chỗ mọi người nhé. Đó. Đây mọi người xem cái chi tiết này giúp em này. Chỉ có một chiếc xe mới lăn bánh 273 km thì nó với có những cái đường Vân Sơn ở những cái dàn nốp đã lăn bánh trên đường như thế này thôi ạ. Đó, rất rất mới đúng không ạ? Ok, thì uh, em quay qua đơn giản chiếc xe Outlander này là như vậy để mọi người cùng nắm bắt được thông tin nhé. Thì uh, chiếc xe này em vẫn hỗ trợ trả góp, vay cao lên đến, đến 70% giá trị xe cho mọi người hỗ trợ giao xe toàn quốc, hỗ trợ đăng ký sang tên đồ chủ và rút hồ sơ gốc. À, chiếc xe này của em là tên cá nhân một chủ từ mới, biển số gốc thành phố anh chị nhé. Và anh chị nếu như có nhu cầu đăng ký về biển Hà Nội thì mình chỉ mất 2% thôi trước bạn khi đi sang tên thôi. Không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Và chiếc xe này là chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 Premium màu trắng nội thất đen. Bản cao cấp nhất nhé, sản xuất năm 2022, lăn bánh đúng 273 km zin thôi ạ. À, với mức giá bán hiện tại em đang chào bán là 979 triệu Một con số rất hợp lý Và sẽ còn gia lập thương lượng được thêm cho mọi người nhé Cụ thể thì mọi người hãy cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình giúp em Hoặc có thể inbox Zalo để em có thể gửi mọi người thông tin chi tiết về hình ảnh động ngoại thất của chiếc xe này 979 triệu là giá em đang chào bán nhé Sẽ có giá tốt nhất khi mọi người liên hệ trực tiếp với em A clip về chiếc xe siêu siêu lướt hiện tại đang có mặt ở cửa hàng em ngày hôm nay thì tình cũng xin phép kết thúc tại đây cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại